kháng chiến chống Pháp, rồi đến thầy đánh Mỹ cứu nước. Có một gia đình theo tôi biết là giấu cả tiểu đội, có nhiều gia đình tôi giấu cả trung đội. Thế thì có một thằng cha Lý Tông với một thằng cha Võ Lễ Tôn, sao chúng mày không giấu được? Mà chẳng ai thèm giấu, mà chưa kịp xuống người ta đã chỉ rồi, đã không thoát được rồi. Thì biết được lòng dân nó như thế nào rồi. Chị đừng, còn đừng có nói chị lạm nhảm. Còn đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam á, những nhà như như bác Phạm Văn Đồng, bác Lê Duẩn, rồi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả các người đó, nếu thời kỳ đó các ông không đi kháng chiến chống Pháp á, thì các ông cũng giàu có. Phạm Văn Đồng là con địa chủ, ông Võ Nguyên Giáp là thầy giáo, chứ không phải các ông nghèo đâu mà để ông đi đâu. Cho nên các ông cứ nói rằng là thời Việt Cộng nó không có văn minh thế này, thì các ông lầm to rồi. Ngay cả Kissinger nó còn viết xuống, nó nói rằng chưa thấy một cái phái đoàn mà nói chuyện mà lịch lãm, mà lịch sự giống như cái phái đoàn miền Bắc thời kỳ năm 1972 khi mà ký cái hiệp định. Cho nên các ông giống như Nguyễn Tú A hoặc là thằng con mẹ Dương Thu Hương bảo rằng là cộng sản là răng đen mà tấu, thì các anh được phải đúng là con là thứ mà đi nghe Mỹ nó nói kích nó thơm, thì các vị bảo kích thơm thì chẳng có hiểu được cái mẹ gì. Họ là những con người lịch lãm. Xin lỗi với ông Duy, ông Nguyễn Cơ Thạch, ông ra ngoài kia ông có được học tiếng Anh, ông học tiếng Anh qua đài BBC, có đài VOA, thế mà đi ra được quốc tế ông vẫn nói tiếng Anh vẫn bình thường. Còn cái chuyện đó nó không quan trọng. Cái quan trọng ở đây, cứ nhìn lại những cái thước phim cũ như bà Nguyễn Thị Bình, bà nói chuyện trước Paris, bà nói cả một cái kia, chứ đâu có phải bà nói chuyện diễn chơi được. Bởi vậy trên các anh cứ nói rằng Đảng Cộng sản là những người ngu dốt, thì các anh mới là thật sự ngu dốt. Họ không phải vậy đâu. Họ là những người tri thức thời bấy giờ đi kháng chiến bởi vì yêu đất nước này. Chứ còn nếu mà hợp như mà họ mà muốn làm giàu, thì họ làm giàu ngay lập tức. Với cái tài của họ, họ làm giàu, họ chẳng cần đến công an. Cho nên họ vì ai mà làm việc ấy. Thì khi sản sinh ra Đảng Cộng sản cũng vì dân, mà vì dân mà họ phải hy sinh, vì dân mà họ đổ máu mà chết, chứ không phải là vì cái chuyện đó. Cho nên đến bây giờ nói cái chữ đoàn kết, thì thật sự mình đã có cái tư tưởng Đảng Cộng sản, đã có cái tư tưởng đoàn kết từ cái khởi ban đầu rồi. Từ khởi đầu rồi. Nếu không có đoàn kết thì đã chết từ trước nước rồi. Hãy nhìn tất cả các đảng phái, ví dụ như Đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng, chỉ có tập trung cái bọn tập trung cái giai cấp tiểu tư sản thôi, họ chết ngay lập tức. Cụ Phan Bội Châu lập ra một cái đảng, gọi quên cái đảng tên gì rồi, nhưng mà cũng chết ngay lập tức, bởi vì nó mang theo cái nho sinh, nho học với lại cái những người trí thức thôi, chứ khoa bản thôi, chứ không có nông dân. Chỉ có Đảng Cộng sản ra đời thì bắt đầu mới tập hợp được quần chúng nhân dân lao động và công dân. Cho nên có hai lúc đó là đã có cái bài Đảng Lao động Việt Nam mà có cái câu gọi là tập hợp với công dân với lại nông dân, cả hai thành phần đó lớp nào cũng có. Mà công nhân thời bây giờ là đại diện cho trí thức, có thành phần trí thức trong đó, chứ đó không phải là nói rằng là không có. Cho nên cái chữ đoàn kết là từ khi khởi động ra Bác Hồ đã có rồi. Cho nên cái chuyện mà vì dân, cho nên khi một câu nói rằng quân đội ta từ nhân dân mà ra, thì đã hiểu rồi. Mình là từ dân mà ra thì cái chuyện mà yêu dân hoặc là thương dân là được đặt hàng đầu rồi. Cho nên các anh mà ngồi đây mà nói mà bàn thì cũng đã muộn rồi. Tại vì cái khi mà khởi động ra cũng vì dân mà họ hy sinh, chứ đâu có phải vì đất nước thì vì dân họ hy sinh. Chứ đâu có phải là nói là cái chuyện là vì giàu có. Tại vì chưa kịp giàu có mà nhiều khi đã chết rồi. Bởi vì có cái câu thơ của ông, hình như của ông Trường Chinh thì phải. Ông đó làm cách mạng là gươm kề cổ, súng kề tai, và thân chỉ còn có một nửa, thân sống chỉ có một nửa, chứ đâu có phải rằng là lúc thì không biết là tôi thì tức là làm cách mạng là súng đã kề tới đầu rồi gươm nó đã kề cổ rồi. Còn các anh cái thời đó, các bác Hồ, bác đi cứu nước á, nếu bác nói như các anh là đổi nhiều tên rồi là gian manh, thì các anh là thật là ngu xuẩn. Mẹ đứng trước những cái man trá, những cái thiên la địa võng, nào là mật thám, nào là chỉ điểm của thằng Pháp, mà nếu mà Bác Hồ không hóa thân từ cái thân này thân khác thì đâu có được gọi là Bác Hồ nữa. Cho nên các anh phải nhìn thấy một cái điều mà gọi là
cái sự thông minh, cái những cái chuyện mà phải trên thằng 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 bậc thám pháp, tức là thằng pháp nó nghĩ 1.000 thì đảng của ta đã nghĩ tới 1.001 kế để mới thoát được chúng nó. Thời kỳ đó mình có súng có đạn đâu, mình đang hoạt động mà. Thế cho nên các anh phải nhìn lại họ vì ai, họ vì dân. Cho nên cái đảng này, cho nên cái khi mà tôi đi coi những cái cuộc mà tòa án xử án á, thì không có một cái tòa nào của bên Mỹ giống như cái tòa bên Việt Nam. Tại vì ví cái án nó như vậy đó, nhưng người tòa lúc nào cũng nghĩ rằng là tại vì người cái ông này ông chưa hiểu, nó có cái tình trong đó. Cho nên cái tình đó có cái giảm này nó có cái tình chứ không phải nó cứng nhắc như thằng Mỹ. Thằng Mỹ là cứ đến đó là nó chém, là nó chém, nó chẳng cần biết là người ta như thế nào. Có nhiều người chỉ có đi vào giật bia cũng đi tù 6 tháng. Có thằng nó đi cướp, nó đi ăn trộm của công ty cả mấy triệu đô thì nó cũng đi tù 6 tháng, tại vì nó có thằng luật sư bào chữa cho nó. Việt Nam mình thật sự ra mà nói, ông tòa thì đều nghiên cứu rằng đức như cái việc vụ của ông Kình đây này thì cũng đã cũng là đau đầu đau đáu chứ không phải nói đùa. Thì tại vì cái sự không hiểu biết của dân mà cứ nghe những lời nói xúi giục, cho nên nói ra mà nói cũng giống như Triều Lý, nhà vua Lý cũng phải nói ta thương con dân như con của ta vậy, thì Đảng Cộng sản cũng vậy chứ không phải nói ra. Thì nếu các anh nói thế nào thì nói, tôi ở Việt Nam 3 năm tôi đi coi rất là nhiều tòa, cứ mỗi lần cái những cái thước đo đều có cái chữ tình trong đó. À, tại vì thằng này nó thiếu ăn thiếu học nó mới làm như thế, cho nên cái xử như thế nào cho nó trọn cái tình cái nghĩa chứ không đưa nó vào cái chỗ chết. Còn tòa của nước Mỹ á, nó ghét cho đến cái tội mà không còn đi đường để mà sống nếu không có thằng luật sư, mà thằng luật sư là tiền. Thế cho nên các anh các chị ơi, nếu mà nói rằng Đảng Cộng sản không vì dân thì các anh các chị hãy nên nhìn lại. Còn cái ông Tú A, tôi nói thật sự, ông nói ông ra tốt nghiệp đại học thì tôi tự nhiên tôi thấy tiếc cho bố công bố mẹ của ông cho ông ăn học. Tôi rất là tiếc cho một cái công bố mẹ của ông dành dụm tiền cho ông ăn ông học để rồi ông nói ra những lời nói còn thua cái thằng con nít nữa. Cho nên cái vấn đề ngày hôm nay á, nếu các anh muốn nhìn về Đảng Cộng sản Việt Nam, các anh nên về Việt Nam thường xuyên hơn. Các anh phải lắng nghe người dân Việt Nam nhiều hơn. Tôi nói thật với các ông á, giờ cỡ như Tân Thái với Benny Trương về đây chưa kịp cộng Đảng Cộng sản có cho vào á, tôi nói thật với các anh á, chưa 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 kịp các anh nói á, thì cái người dân bình thường cũng tát vào mồm các anh chứ không cần đến công an. Thì tức là gì, tức là các anh đã đi như thế nào để cho người dân họ ghét. Cho nên cái Đảng Cộng sản này á, có thể họ làm nhiều điều sai giống như tôi nói, cái đảng nào cũng có cái sai của họ, nhưng đừng có bao giờ lấy những cái sai nhỏ rồi các ông bơm một hồi nó lên nó to đùng bằng cái ông trời để mà quên lấn những cái công ơn của cái công lao của họ. Mà các ông càng làm nhiều chừng nào dân nó càng ghét chừng đấy. Còn những cái người giống như những cái thằng mà hiện tại bây giờ cứ những thằng dân chủ cuội á, nếu mà muốn qua Mỹ thì cũng có rất nhiều đường để qua Mỹ, không cần phải làm những điều đó đâu. Thật sự nếu có anh muốn qua Mỹ, nhưng mà tôi cũng có khuyên một lời một điều, tất cả những thằng như thằng Cù Huy Hà Vũ, thằng Điếu Cày con kia chỉ là đầy còn thua thằng đầy tớ. Bởi vì tôi ví như đầy tớ như tôi này, tôi đi qua là tôi biết rằng là tôi chẳng có cái tài mọn mẹ gì thì tôi đi làm được, tôi đi rửa bát được. Còn cái mang cái danh dân chủ rồi tôi bảo đảm với các ông không làm được cái chuyện đó. Bởi vì các ông cứ tưởng các ông là con người tài giỏi, nhưng mà cái công việc tài giỏi nó không đợi đến các ông, tụi nó không cần các ông. Mà cái công việc mà trung bình thì các ông không có biết tiếng Anh để làm. Còn cái công việc mà đi rửa bát á thì các ông chê, thì các ông cứ ngồi suốt đời vậy rồi các ông khóc. Thật ra như vậy, nước Mỹ là như vậy. Ngay cả những cái ông tướng ở bên Việt Nam ngày xưa chạy qua đó,
Tôi có quen với một ông đại tá không đi làm gì, con nuôi không. Thì tại vì may là có mấy đứa con nó hiếu thảo, nó nuôi, nó thông cảm. Còn có nhiều cái ông á, thiếu tá, tôi có làm chung với một ông thiếu tá Ngụy ngày xưa. Tôi nói thẳng Ngụy chứ tôi chẳng có cần ngần ngại, tôi cứ gọi mấy anh ta đó Ngụy không. Thì vừa khóc vừa cười. Có lần tới than với tôi, nó đủ mẹ ta biết vậy ta không qua Mỹ. Tôi nói chứ thế thì thằng Việt Cộng nó vẫn tốt với ông nhiều hơn thằng Mỹ đúng không? Thì ông nói chứ, nhưng mà tao vì cái câu kế tiếp của họ lúc nào họ cũng nói giống như để mà an ủi, nói sổ lô an ủi, nhưng mà tao đi qua cho con tao. Thì tôi thấy ba thằng con của cha tôi nói thì mẹ ba thằng con của ông nó đi làm móng tay chứ làm cái đéo gì, mà ông cứ bảo rằng là cho tương lai chúng nó, thì chúng nó cũng là đi làm móng tay. Thì tại tôi có nghe đâu có một thằng con của ông, có thằng nào đó nó có cái tiệm sửa xe Honda cũng khá lắm mà phải không, nó làm chủ chứ đâu phải đi đi, đi làm móng tay thuê cho người ta đâu. Thì tại sao ông nói là tương lai, tương lai cái mẹ gì. Thế cho nên các anh phải nhìn lại vấn đề. Có thể Việt Nam mình, tôi có khuyên mọi người, cái Việt Nam mình như thế nào, tôi nói với mọi người như thế này nhá. Đất nước giàu không có nghĩa là dân họ hạnh phúc. Không phải như vậy đâu. Anh có thể đến một đất nước giàu có nhưng không có nghĩa người dân họ hạnh phúc. Mà anh đến một đất nước nghèo không có nghĩa rằng trong đất nước đó họ không có hạnh phúc đâu. Tôi ví dụ cho anh biết, ví dụ ở đất nước Tây Tạng họ rất nghèo nhưng họ rất hạnh phúc. Nhưng từ khi Trung Quốc họ đến họ làm xe cộ họ sống không có hạnh phúc. Là bởi vì họ cứ phải đi làm, họ chẳng còn thì giờ, giống như cái thời nông nghiệp của mình á, họ chỉ có đến những một tháng ăn chơi lận cơ mà. Bây giờ làm sao mà có một tháng ăn chơi được. Cho nên cái công việc của nước Mỹ á, ông có 2 tuần mà ông cứ áy náy, nhiều khi có được 2 tuần để được nghỉ vacation á, được gọi là nghỉ 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 nghỉ, nghỉ thường niên á, nhiều khi họ cũng không dám nghỉ nữa, cũng họ vẫn xin đi làm tiếp. Tức là họ lãnh cái lương 2 tuần đó rồi họ làm để lấy lãnh cái lương 2 tuần nữa. Thế cho nên tôi nói với các người, cái đất nước giàu có không có nghĩa là hạnh phúc, mà cái đất nước nghèo cũng không có nghĩa rằng là họ đau khổ. Thế cho nên đất nước Việt Nam này có cái may mắn là không giàu nhưng rất hạnh phúc, nhưng trên con đường giàu có chứ không phải nói là họ nghèo. Tôi nói với anh cách đây vài 10 năm về trước, cái đồng 100 đô của anh mang về thì nó lớn lắm, người ta coi anh giống như là anh đi vô cái nhà hàng có ăn. Giờ 100 đô đối với họ, họ bao ngược lại anh 300 đô. Có những người tôi đã có ở đây này, tôi bao cho anh ấy có một bữa cơm, anh ấy bao ngược lại tôi vô, là anh Hưng, anh bao ngược lại tôi đi coi cái hát, gọi là hát văn nghệ, nó gấp 3 lần cái bữa cơm. Tôi nói thật, cho nên những cái người Việt Nam mình họ rất là tinh tế. Anh bao người ta một, ta bao cho anh ba, chứ không phải là nói chuyện như ngày xưa nữa. Thế cho nên cái chuyện mà ngày hôm nay mình nói bao kia là bởi vì cái niềm hạnh phúc, họ đến với nhau với cái niềm hạnh phúc. Còn ở bên Mỹ á, tôi gặp thằng em trai tôi, nó đến chơi với tôi dẫn nó đi ăn, chứ có mày dám bao bao nó đi cho một tuần lễ, rồi tôi còn nói câu thôi mày đi về đi để tao còn đi làm. Cho nên nói rằng cái đất nước giàu có không có nghĩa là hạnh phúc đâu. Bởi vậy cho nên các anh coi lại, còn đất nước Việt Nam mình phát triển đúng hướng, tại vì những cái đất nước như tôi đi qua bên Hàn, cũng như tôi thường nói, những người Hàn cứ cắm cúi đi làm rồi cắm cúi đi về, đất nước rất là giàu có. Họ làm bây giờ là phải nói 28, 30 ngàn một năm bình quân ra, nhưng họ vẫn khổ. Họ cái cuộc sống nó nghiến họ, họ vẫn khổ. Họ cứ lặng lẽ đi lặng lẽ về. Còn tôi thấy Việt Nam mình có thằng công nhân, bây giờ thằng cháu tôi nó công nhân thôi, mà sáng này nó đi, nó vội vàng, nó mặc quần áo, nó vui vẻ, nó đi làm, nó hít gió rồi đi uống cà phê. Mà ngày nào mà không được đi làm để nó gặp bạn bè, nó lại đi kiếm rồi một mớ lại ngồi nhau lại tại tí toé. Mà tôi chưa thấy có, tôi làm cả 100.000 bên Mỹ chứ, mà tôi chẳng có cái hạnh phúc như vậy. Cho nên cái hạnh phúc đó là Đảng Cộng sản đã làm được như vậy. Họ không đi theo cái chiều hướng phát triển của Hàn. Họ phát triển theo cái trình tự dân tộc. Có những cái bữa giống như thầy giáo dạy sử của tôi, thầy Hồ Sĩ Đàm nói một câu từ khi tôi học lớp 12. Thầy nói Đảng Cộng sản lúc nào cũng mong đi làm nhưng vẫn có dành thì giờ vui chơi cho dân tộc, à, cho dân chúng.
cái điều này mới quan trọng, chứ không phải là việc làm. Mình phải có vui chơi. Cho nên cái đảng cộng sản này họ đang hướng về chuyện chuyện đó. Cho nên các em cứ tin thầy, đến một ngày nào đảng cộng sản làm như vậy thì đó là tốt rồi, tức là đi làm có tiền rồi để hưởng cái tiền đó, chứ không phải là để mà sợ hãi như bên Mỹ. Bên Mỹ rất là sợ hãi, tôi đi làm tôi biết mà, làm lúc nào cũng lo lắng với cái chuyện tiền bạc. Cho nên cái hướng của dân tộc là bởi vì đảng sản nghĩ đến dân tộc, nghĩ đến người dân. Cho nên có thể có họ có làm những cái điều sai, những cái kế hoạch kinh tế nó không phải như người ta nghĩ, có nhiều khi làm nó sai chứ không phải là họ cố tình làm sai, nhưng mà sai họ sửa ngay, chứ không phải như chữ như Mỹ. Mỹ đây này, bây giờ ông Kisa đã làm sai rồi, Trump đã làm sai là nói không sao đâu, tháng 3 này là hết dịch, mẹ đến tháng 6 hết dịch, cứ nói thế. Bây giờ tới gần mẹ nó 600 ngàn người chết. Đảng Cộng sản không làm chuyện đó, họ làm sai là họ sửa ngay lập tức, họ làm cái gì sai là họ ngay lập tức họ sửa liền. Cho nên các anh cứ yên tâm. Còn cái chuyện bà nói rằng là cái căn cước bây giờ có thẻ, tôi còn mong cộng sản, đảng cộng sản nó có quản lý tôi nữa. Thật á, bởi vì sao, ở bên Mỹ tôi có nhiều người chết không biết chết ở đâu, trên đường đi nó bắn cái đoàn cái chết, nó vứt xác mẹ trong rừng. Bây giờ nhiều người, con người Việt Nam mình chết cũng đâu có biết xác đâu mà mang về. Cho nên nếu mà đặt hợp với đảng cộng sản á, mà đặt cái chip á, để mà gọi nó như chúng mày nói á, là để quản lý tao, tao còn mừng nữa. Bởi tao chết đâu là đảng cộng sản biết tao chết đâu, nó mang xác tao về cho gia đình tao nói, ê thằng Tùng mới chết rồi đó, đừng có buồn nữa, thế là còn tốt hơn. Thế thật sự mà có quản lý người dân vậy là tốt rồi, thằng nào mà lo le hóe và mà phản động là bắt bỏ mẹ nó, à, tao mừng rồi. Có cái gì đâu, nếu anh lương thiện thì chẳng ai làm gì anh, họ bảo vệ anh được thì có cái gì đâu, có GPS hay là có như thế nào tôi còn mừng nữa. Tại sao là tôi phải sợ chứ? Nếu mà trường hợp như tôi là con người lương thiện, tôi đi làm, tôi về tôi ăn, tôi chơi bời, tôi đi đúng luật thì cái gì đâu tôi sợ. Còn cái mày sợ là khi mày phạm luật, mày sợ là mày phạm luật thế thôi. Còn đảng cộng sản tại sao ta không tin họ được? Họ hy sinh mà cho cái hạnh phúc của dân tộc, cho đất nước này, tại sao ta không tin họ? Ta đi tin những thằng nhảm nhí chúng mày, cái tam quyền phân lập của chúng mày tao ỉa vào. Thật sự tao ỉa luôn, tao nói thẳng, tao ỉa vào cái tam quyền phân lập mày, tao chẳng tao đéo tin cái chuyện đó, nói thẳng nó hơi tục luôn, tao đéo thèm tin. Bởi vì sao? Bởi vì cái thằng nào nó cũng lên, nó cũng vì cái lợi ích của chúng nó, lợi nhóm của chúng nó. Em Ví dụ ngắt lời tổng chí, hôm trước thì em cũng nói một cái câu cũng nói bậy kiểu như anh, em bảo là cái tự do dân chủ cái kiểu của phương Tây và Mỹ ấy, mà các ông định áp vào Việt Nam, chúng tôi những người dân Việt Nam chúng tôi ỉa đầy vào cái những cái đó. Đéo xẹt à. Tôi nói thẳng luôn, tôi nói với một thằng nhà giáo, nó nói mình phải như thế này, mình như phải như thế kia, thì tôi hỏi chứ địt mẹ nghe lời ông á thì đảng cộng sản đã làm rồi. Năm 1945 á thì tức Việt Cách cũng có mấy ghế khỏi câu nai bầu, đảng cộng sản nhường cho mấy ghế ngay lập tức. Việt Quốc của Nguyễn Tường Tam cũng nhường cho vài ghế, ngay của cái lão mà vua mà Bảo Đại cũng nhường cho luôn cả cái chức vụ cố vấn, sung sướng luôn, nhường luôn cho luôn. Thế làm được cái mẹ gì, cũng chạy vào Nam, tàu nó rút cũng chạy theo tàu. Vũ Hồng Khanh của Đảng Quốc Việt Quốc chạy theo tàu, Nguyễn Hải Thần của Việt Cách chạy theo tàu, rồi những người giống như ông Phan Anh, ông là làm cho chính phủ Trần Đồng Kim, ông ở lại với bác thì ông cũng được bác tặng cho danh hiệu anh hùng lao động chứ đâu phải không đâu, công rất lớn ông Phan Anh á, chứ đâu phải rằng là kia đâu. Thế thì cái đảng đảng cộng sản họ đã làm cái chuyện chuyện mà gọi là tự gọi là đa quyền đa cung thì đã làm rồi, nhưng mà nó không là nó không có thể nào mà nó vận hành trong đất nước này được. Cho nên các anh đừng có ngồi đây mà nói từ năm 45 bây giờ các anh cứ lảm nhảm tam quyền phân lập, thì anh cứ bảo là cụ Hồ là mang cái đảng cộng sản ngoại lai về, thì các anh đang nói cái tam quyền phân lập thì anh đang mang cái con mẹ gì về đất nước. Mà anh cứ nói đúng, anh cứ nói rồi anh chửi bố anh lên, anh nói câu trước xong rồi anh quay lại anh chửi bố anh lên, anh các anh phớ vẩn, anh các anh ngu xuẩn. Đất nước nói thẳng ra luôn, đất nước đéo cần các ông.
Còn nếu mà các ông muốn mà làm á thì ông về đây mà làm việc kê vai cánh rồi ngậm cái mồm lại thì để nhìn thấy được cái hạnh phúc của các ông. Mẹ bây giờ nếu mà tôi mà có thất bại đi nữa, tôi vẫn có căn nhà tôi sống. Còn bên Mỹ tôi thất bại, con vợ nó đạp cổ tôi ra, tôi đứng ngoài đường, tôi đứng giống như thằng Ngô Kỵ, chửi 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 khùng chửi điên rồi, hoặc là ngồi ở một cái góc cái đầu cầu nào đó rồi xin ăn thôi. Cho nên các anh quên đi, quên cái chuyện đó đi. Còn đất của cái dân tộc của Việt Nam mình, Đảng Cộng sản đã có cái sự đoàn kết cũng vì dân từ khi mới khởi động. Từ khi chưa kịp thành lập đảng thì trong tư tưởng những nhà của người cộng sản đã có trong đầu rồi, là họ vì dân để làm việc mà vì cái hạnh phúc của người dân rồi, chứ không cần đến ngày hôm nay đâu. Và Còn thực tế mà ra Cộng sản Việt Nam mà không biết cách đoàn kết các người dân ấy, thì những cái làm sao gọi đánh được Pháp là làm sao mà đánh được Pháp, làm sao mà đánh được Mỹ, tôi nói đã thật như thế thế. Đó. đó, thật cái như bác nói là không có một cái ý vác cái cọng rơm vác không nổi nữa thì không đoàn kết thì làm sao mà làm những cái chuyện mà trong khi đất nước mình năm 1945 đất nước của mình gần giống như cái lưng thì còng mà cái mặt nó gần tới 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 Năm, đất rồi. anh Tùng ơi, một số những cái bọn bác quen nó vào đây, nó hỏi anh em mình cũng trả lời một cách rất lịch sự. Đấy, vậy thưa anh bưng bô giải thích thế nào về cải cách ruộng đất trước kia kính thưa đại ca bỏ, thì bây giờ anh giải thích cái chuyện mà OK, cái cái sự chuyện mà bây giờ tôi nói cho các anh nghe về tôi là người chứng kiến đây, bây tôi không chứng kiến nhưng gia đình của tôi là mẹ cả của tôi chứng kiến, thì tôi nói như thế này: nếu các anh muốn hỏi thì đầu tiên các anh đã đọc các cái chuyện của Chí Phèo, của Nam Cao chưa? Các anh đã đọc được cái chuyện của chị Dậu của chưa? Ngô Tất Tố chưa? Của Ngô Dậu Tất đã Tố chưa? đọc Đó. Hai người đó không phải cộng sản. đúng. Cái nền văn học đó được gọi là năng văn học hiện thực phê phán. Các anh hãy đọc cái đó trước cái đã, rồi các anh về lại nói chuyện. Bố của tôi á, kể cho tôi nghe một câu chuyện. Bố tôi người Bắc đàng hoàng, mẹ tôi người Bắc đàng hoàng. Năm 1945 nha, những cái người mà đói đó họ vô xin nhà, họ đánh chết, họ vứt ra ngoài đường. Đó là những tên địa chủ, cơm gạo của họ, cả thóc lúa của họ, họ không bỏ một đồng. Cứ người nào bước vô đánh chết tại chỗ, mà đánh rất là tàn nhẫn. Tôi có một người nha, cái chị đó vẫn còn sống ngày nay ở tỉnh Hải Dương. Chị lấy một người chồng, chồng của chị á, gia đình chồng của chị là địa chủ, đánh chết những người ăn mày, tại vì khi ăn mày họ đói quá, họ sinh năm 1945, họ đói quá, họ 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 xin không được, cái họ quay ra họ chửi thì đánh chết và chôn ngay cái góc nhà trước và dựng cái bảng lên rồi nói rằng tao đánh chết cái thằng đó đây, đứa nào dám chửi tao đánh chết nữa. Thì cái niềm uất ức nó đến như thế nào? Cái chị Dậu ạ, cái niềm uất ức của chị như thế nào? Chí Phèo, cái uất ức của Chí Phèo đến cỡ nào? Tôi nói thật với các vị không hiểu được thì các vị phải đọc, phải nghiên cứu, phải hỏi. Cái giai cấp địa chủ của thời bây giờ nó ác khủng khiếp. Nó ác đến mức mà mẹ ruột của tôi phải nói một câu. Chính quyền Pháp hình như là về phe chúng nó đập ai giết ai là giết. Tức là những cái tên mà giàu có mà được trong làng á là gây nợ máu quá nhiều, hiển nhiên trong đó không phải là 100%, cũng khoảng 80%, 20% còn lại cũng đi giúp Bác Hồ rồi cũng đi làm cách mạng có, nhưng hầu đại đa số là ác. Cái đọc cái chị Mai, cái tác phẩm mà Nửa Tình Xuân của cái ông mà không bao khánh của Khái Hưng, cái ông đó hoàn toàn không không có dính gì với cộng cộng sản, mà ông đó là chống cộng sản. Ông Khái Hưng là anh của hay là em của ông Nguyễn Tường Tam có viết rất là rõ là khi cái cô Mai cô về lại cái quê của cô thì có một thằng địa chủ muốn mua lại đất của quê cô, thế là phải cố định bán để là cho đứa em trai đi học. Nhưng mà đến khi gặp Lộc, Lộc nói là phải chốt không dám về quê nữa, thì đủ biết rằng là cái tụi mà địa chủ cường hào, đến cái câu cường hào ác bá thì đã hiểu rồi.
mà Em đó nói đâu phải đảng cộng sản đọc đâu. đối với lại em xin lỗi anh, đối với bọn nó mình chỉ nói như này thôi. Bây giờ số địa chủ ác ôn ấy, em nói ác ôn nhé, mà bị giết mà cái thời gian đấy tức là năm 1954, cái lượng ấy rất ít. Sao mà nhiều được, cả cái làng của tôi đây nè, cả làng của tôi, cả huyện của tôi là chỉ chết có 3 thằng. Bây giờ con cái của họ còn đó, cả con huyện cái họ vẫn em, còn. cả huyện của em nói với tất cả các bạn rồi, các bạn hãy về cái huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, các bạn xem là cái thời gian năm 1954, xem là hiện nay các cụ còn sống đó, thì các cụ nó có phải có một thằng gọi là địa chủ mà cực kỳ ác ôn là thằng cha không? Các bạn cứ nói đi, xem nào, cả huyện Hải Hậu giết mỗi một thằng đấy thôi. Cho nên là bọn chống cộng cực đoan, cái bọn bác que bên kia nó cứ bảo là năm 1954 thì là mình giết coi như là 170 ngàn, 200 ngàn, thì hỏi cái giấy tờ đâu mà ra, cái giấy tờ đâu mà ra, cho hỏi chứ mày lấy cái nguồn ở đâu thì không, chẳng thằng nào nói mẹ tao kể, bố tao kể, nói bố mày lúc đó còn khô rách áo ôm để biết đéo gì đâu, chạy đâu mà chạy vào Nam, cái bọn mà gọi là chạy vào Nam toàn là khô rách áo ôm, còn những thằng nhà giàu á nó vào á là làm lính cho Pháp. Các bạn là Nam Định, các bạn biết Nam Định là lúc đó là có những cái cục của ông Lê Hữu Từ, ông làm những cái gọi là những cái chỗ mà để chống Pháp, để giết người như ngoé mà. Bây giờ là cứ vào trang sách hiếm của ông Nguyễn Mạnh cái Quang, cách ông viết cho thấy. Đất ấy, tôi nói với tất cả các bạn này là cái chuyện mà lôi địa chủ gia đình ấy để mà đấu tố các thứ thì có, đúng không? Nhưng mà chủ trương của đảng mình là không phải là như thế, hiểu không? Nhưng cấp dưới là lôi đại các địa chủ gia đình để đấu tố. Rất là khó cái thời kỳ đó đó, cái thời kỳ rất là khó. Anh nói với, tôi nói như thế các anh như biết rồi. Xấu thì tôi nói với ông Bà thì tôi nói rất nhẹ nhàng. Bây giờ các ông muốn ấy thì các ông còn tìm hiểu. Những năm 1954 thì ở ngoài Bắc những cụ già hoặc là những ấy người ta còn đây, người ta chứng kiến còn đây, các ông nghe còn đây không? Tôi nói như thế này các ông à, ông nói là các ông lấy cái nguồn nào ông bảo rằng Việt Cộng nó giết 100 mấy chục ngàn người, cái nguồn nào, hay là cái nguồn từ cái bóng thánh giá trên làn sóng đỏ, hay là thập giá chống AK? Tôi đọc mấy quyển sách nó thời kỳ năm miền Nam chứ đâu. Rồi bảo rằng địa chủ là giết mấy trăm ngàn dân rồi thế nào nọ kia. Chính cái làng của tôi về lúc mẹ tôi còn sống, tôi còn ngồi nói chuyện với mẹ tôi đây, mẹ tôi nói cái làng này 3 người chết, à cái huyện này 3 người chết, huyện Tiên Du của tôi chỉ có 3 người chết. Mà ba cái tên đó đó, nói thực ra một điều á, thì bây mẹ giờ chính mẹ. Đấy, tôi nói với tất cả các bạn này, đấy là cái nhân văn Hồ Chủ tịch thấy cấp dưới mà lôi địa chủ ra ngoài, các thứ đấy là không để mà đấu tố, để mà lấy roi quật hoặc là chỉ vào mặt nào kia, thì đấy là không phải là chủ trương của Hồ Chủ tịch. Khi Hồ Chủ tịch nghe thấy thế, thì Hồ Chủ tịch mới xin lỗi. Tôi nói các bạn chứ không phải là giết mấy trăm ngàn người, 100 bao nhiêu ngàn người về rồi bác Hồ với ấy. Giờ các bạn cứ khỏi. Không cần nói xa, bây giờ Mỹ Hải Dương, Thái Bình là những tỉnh mà gọi là tiêu biểu của cái đồng bằng Bắc Bộ. Các bạn về các bạn hỏi đi, bây giờ các bạn cứ nhân chứng sống đầy, nhân chứng sống đầy mà thật sự ra mấy cái người đó đó, để kể cho nghe cái trò đấy. Em nói anh Tùng này, bây giờ ví dụ cái bọn chúng nó ác ôn thì chúng lại cứ đổ cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân coi như là ác ôn thì mình nói với bằng rồi mà cái 1954, hoặc là cái chuyện mà thảm, chúng nó gọi là thảm sát mậu thân ở Huế năm 1968. Nhưng mà cái chuyện địa chủ thì anh em mình nói chung là mình cũng đấy đấy thì mình nói với bằng rồi mà, cái tụi này nó chống cộng từ nhà báo Mỹ, nhà báo Pháp, các nhà báo nước ngoài, người ra sang, người ta đã khẳng định. À, thì mình nói với bằng rồi mà, tụi này chống cộng hai ngạ cộng sản 2021, nó lôi cộng sản năm 1954 với cộng sản năm 68 ra, nó chống nó thế đó, nó chống cái bóng mà. Nhưng mà bây giờ nói chuyện 68 phải không? Tao nói cho 68 nghe, cái gia đình của tao lúc đó đang ở Phỏ Lâm, ở Kon Tum á, thì gia đình của tao cạnh nhà chú Túc. Nếu mà lên đó được có hỏi thì chú Túc biết tao ở nhà đó. Bộ đội á tập kết đằng sau lưng nhà của tôi á, bằng tôi không nói dối đâu. Chính mẹ của tôi đến năm 1000, tôi không biết lúc đó còn bạn lúc đó mới có tuổi 8 tuổi nên biết. Nhưng đến khi lớn lên nha. Nói cho em biết đến, về trường hợp của bà Cát Thăng Long Giang, xin các bác cho ý kiến. Bà nào? Cát Thăng Long cũng chả biết cái bà nào. Ôi cái vớ vẩn. Thì cái lúc đó bộ đội tập kết ở đằng sau lưng nhà của anh, nhà của tôi á, bà.
Thì đến lúc đó là người Bắc của mình á, cái đêm giao thừa là cúng trời cúng đất, là để con vịt, à, con gà gọi là để nhìn lên trời á, xong rồi có mâm xôi mẹ cắm, không đụng tới, buổi sáng nó vẫn còn y nguyên. Thì đêm đó mẹ của về sau năm 1974 mẹ mới kể lại, mẹ nói chứ đêm đó bộ đội mới nói là đói quá, thôi bây giờ lấy cái xôi mà ăn, xôi của mẹ cúng á, của mẹ tôi cúng á, lấy cái xôi ăn thì có dặn nó không được đụng tới của dân. Sáng hôm sau mẹ mở cửa cái cửa sổ ra nhìn vẫn còn thấy, mẹ bà mẹ tôi á mới lấy cái cây, sợ mà đâu có dám lộ mặt đâu, lấy cái cây mới hất cái bát nhang đổ xuống để cho ngày hôm sau họ thấy đổ xuống là họ lấy họ ăn. Thì mẹ tôi còn 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 dặn cậu của tôi á, là mang cậu tôi lúc đó là còn lúc 10 cũng 16 17 tuổi, là mang mấy cái bánh chưng á, cắt ra vứt ra bên ngoài. Thì khi mà họ bộ đội họ hiểu được thì họ nói với mẹ, nói một cách trân trọng với mẹ tôi cảm ơn nhá, chúng tôi rất là cảm ơn những người đấy cái bữa cơm hôm nay. Thì sáng hôm sau cho nên tôi có một cái nhìn về khi tôi đọc cái quyển của bà gì à, giải giải khăn xôi cho Huế của bà Nhã Ca, tôi rất là ngạc nhiên. Tôi nói chứ gia đình của tôi bộ đội đóng đằng sau lưng đây, chỉ cần đá một cái, một cái cửa nhà tôi chỉ cần một cái đá cái răng là họ giết sạch bố tôi ngụy mà, gia đình chú Túc bên cạnh cũng ngụy mà, nếu mà muốn giết giết sạch. Tôi nói thật sự mà tập trung thì không biết bao nhiêu. Cho đến khi mẹ tôi cấm cậu tôi á, là cậu Thịnh á, là không được nói, nhưng mà cậu Thịnh á, lại còn trẻ, cậu với cô cậu vào Sài Gòn cậu khoe, thế là nó đánh cho cậu một trận, nó mang vô bắt đánh cho một trận bắt sai. Về sau á, cậu không chịu nổi cậu mới đi lính lính để khỏi bị đánh. Đó là thực sự thật. Tại vì cái năm 68 á, nếu mà giết là giết gia đình tôi trước cái này. Tại vì họ họ tập kết ngay đằng sau lưng cái sân sau nhà tôi đây mà. Mà cơm thì lúc đó nó họ đói hả, họ đến nhậu cái lúc mà mẹ tôi cúng cái xôi còn đó, gà còn đó, họ không đụng cho họ ăn thì làm gì họ không đụng tới của dân mà. Tôi nói thật. Bây giờ cái chuyện này nó trở thành cái chuyện của gia đình của tôi, cho nên khi mà bộ đội vào chứ mẹ tôi đâu có sợ đâu. Cứ tuyên truyền thế nào mẹ tôi nói chứ mẹ ta năm 68 nó giết tao thì nó giết tao năm 68 rồi. Nó đợi đến giờ này nó giết làm gì? Cho nên chúng mày không phải lo đâu. Mẹ tôi còn nói vậy nữa. Thế cho nên các vị ơi, đừng có nghe tuyên truyền mập mờ mệt. Năm 68 hiện tại bây giờ nó có rất nhiều nghi vấn mà không giải mã được. Bên này thì bảo bên kia bên đó, bên này thì có chuyện nó đã qua rồi, nó trở thành một ký ức. Nhưng với cái sự thật nhất, cái chứng kiến của tôi là con tôi ở Võ Lâm, gia đình tôi ở Võ Lâm, thì khi mà chạy loạn á, lúc mà rời khỏi nhà để mà họ bắt phải rời khỏi nhà để mà đi xuống phố để họ bắt đầu là càn quét á, thì tôi thấy hai bên đường là toàn bộ đội thôi chết chứ không thấy dân chết. Đó là sự thật. Còn giữa người dân đó, nếu mà chạy như vậy thì giữa cái làn đạn của hai bên thì thế nào dân cũng chết, nhưng cái điều đó không có phải ai muốn. Chứ đằng sau lưng gia đình tôi, nhà chú Túc họ chỉ cần đá cái, nếu can bộ đội thời kỳ đó đá một phát một cái là văng cái cửa ra thôi, là kéo ra là bắn thôi chứ có gì đâu. Tại vì gia đình tôi cũng ngụy mà, bố tôi ngụy mà. Mà bố tôi nói thật sự ra bố tôi bị kích Mỹ mà, chứ đâu có phải là bố tôi lực lượng đặc biệt mà, chứ đâu có phải rằng là ổng là lính thường đâu. Thì làm gì mà không giết, nếu mà hợp như các anh nói thì làm gì mà không giết, mà họ đâu có giết đâu. Cho nên đó là cái sự thật, đó là nhân chứng, tôi là nhân chứng thật, tôi đã chứng kiến được hai cái nhân hai điều thật. Bây giờ này Vương Bá Cương ở đây, em xin lỗi anh Tùng, tao nói cho mày biết này, nếu mà những cái người cộng sản không nhân đạo, không nhân bản thì đã có cái sự cắm máu năm 1975 rồi. Như Chẳng là thằng đéo này dám đụng tới, nếu mà tắm máu á, Việt Nam tắm máu á, thì đéo thằng nào dám đụng tới, kể cả trường hợp vượt vượt biên cũng giết không sạch luôn. được cái nổi. Đúng rồi, giết sạch luôn, thật sự là như vậy. Tức là nói thật sự á, cái cuộc coi có lẽ rằng là cái chuyện mà nhốt những cái ông tướng lớn đó, có nhiều ông nói với tôi nó giết nó làm vậy, thì tôi nói với họ nghe, đó là tôi nói với một anh trung tá, ông nói thằng cộng sản nó ác lắm thế này thế kia,
Thì tôi nói với ông, anh, bây giờ nếu mà anh quay về lại, anh thắng được Việt Cộng thì anh làm gì? Tao giết sạch. Đéo mẹ rồi, tôi nói sao với ông? Ủa mẹ nó mới nhốt anh thế thôi mà bây giờ nó cho anh qua Mỹ, cả dòng giống như anh qua Mỹ. Bây giờ anh nói anh thắng, anh giết sạch nó, thì có anh tàn nhẫn hay là phần Việt Cộng tàn nhẫn? Tôi nói thẳng với anh vậy. Anh nói chứ, tôi nói với anh chứ, ủa nếu mà anh mà quay về, nếu mà anh thắng quay về thì mấy đảng viên cộng sản anh làm sao? Người ta giết sạch, người ta giết ba họ nhà nó luôn, ba đời nhà nó luôn. Tôi nói địch mẹ, người ta vừa mới nhốt ông thôi mà người ta cho ông đi, mà ông nói giờ ông quay về ông giết ba đời thì ông chửi nó là tàn nhẫn hay ông tàn nhẫn? Mình còn nói với ông nè, cho nên thằng ở bên Mỹ nó người ta nói một câu thì người ta chửi lại họ 10 câu. Mình nói như vậy đó bạn. Cho nên chúng nó chẳng có gì đâu, thật sự ra nó nếu mà nó mở được cái tấm lòng ra thì nó không cần phải làm như Nguyễn Tú A nó một cơn rất là ngu xuẩn. Ờ, cái dữ liệu Việt Nam, Việt Cộng nó đưa cho quốc tế thế giới thì thế giới như thế nào thì thế giới chấm như thế đó. Mày là thằng nhà báo, mày tự nhận mày là thằng nhà báo, mày tự nhận mày là thằng học hết đại học mà mày nói ngu còn hơn một đứa mà nó chăn trâu, nó còn thua đứa chăn trâu. Ngu thế đó chứ mình, thì đã ngu như vậy thì tôi hỏi bằng cho mình nói như thế nào cho nó hiểu. Bây giờ cái sừng sững trước mắt tôi nói, cũng có lần tôi chụp tấm hình tôi gửi cho bạn tôi, tôi nói bây giờ Sài Gòn ngày xưa, Sài Gòn ngày nay mày thấy như thế nào, thì nó lại viết cho tôi xuống một cái dòng. Từ đó tôi khinh bỉ, tôi không muốn nói nữa. Nó nói cái nhà lớn toàn đảng viên cộng sản, tôi nói địch mẹ, thì tôi trả lời địch mẹ đảng viên cộng sản nó nhiều như vậy thì đất nước này đúng là có phúc quá rồi, tại vì quá giàu thì còn gì nữa. Đúng rồi, nó ngu đến như vậy á, bạn còn hiểu cái ngu của tôi đó không? Cụ thể mà em đã nói rất nhiều trên live của em rồi. Bây giờ ví dụ như cái mộ ông Diệm và gia đình ông ấy, ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Cảnh và mẹ ông ấy hiện nay đã được, tức là đã ở nghĩa trang Lái Thiêu. Nhưng tôi nói với tất cả các bạn, nếu mà người đảng người cộng sản không nhân đạo, không nhân văn, thì cái mộ ông Diệm, ông Nhu và ông Cảnh đã đập cha rồi, yên ổn ở Lái Thiêu không? Vấn đề nữa, cái vấn đề là nghĩa trang mà các ông mà về Việt Nam Cộng Hòa không gọi là nghĩa trang quân đội Biên Hòa, mà bây giờ nhá, chỉ cần cái tên của nó thôi thì các ông các bà mới thấy là nhân dân Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam, nhân đạo Việt Nam hiện nay gọi là nghĩa trang nhân dân Bình An đấy. Các ông về đấy, mộ đấy của các binh sĩ các thứ ấy. Nếu mà bây giờ tôi hỏi các ông mà ví dụ như ông đánh ở miền Bắc thì tất cả các nghĩa trang liệt sĩ thì các ông làm thế nào đấy? Tôi chỉ hỏi các ông như thế đấy, là cái sự nhân đạo của cũng có người hỏi tôi á, có người hỏi tôi á, và có người hỏi tôi á, tôi nói chỉ nói với họ một câu rất là đơn giản thôi, mà thật sự cái đơn giản của mình là cái phức tạp của chúng nó hay sao. Mình nói á, ví dụ như mày về Việt Nam, mày nói với các một đứa con nít á về lá cờ lá que của mày thôi, và đứa con nít nó biết được á, 10 đứa mà 10 đứa nó biết được á, thì tao mất gì cho mày, tao cũng mất hết. Tức là đảng cộng sản không phải là không muốn đi vô lịch sử đâu, chỉ có muốn cho nó im lặng, nó biến đi rồi nhẹ nhàng bắt đầu mới viết lịch sử lại cho nó nhẹ nhàng lại. Họ tránh dùng chữ ngụy là không phải là bởi vì họ cái thực chất chúng mày không phải là ngụy, nhưng mà họ biết rằng là chúng mày vẫn còn sống, tội cho chúng mày quá, thôi đợi cho mày chết thì viết sau cũng chẳng muộn. Đó là cái lòng nhân bản, đó là cái nghĩ của mình như vậy. Ngay, còn mà thật... ngay bản thân con gái em hiện nay đang sống ở Bình Mỹ, mà nó ở Washington DC, mà nó nhìn thấy nhiều khi em dặn nó, mà em bảo là thôi con sang đấy mà thấy người ta biểu tình, người ta dương dương cái cờ vàng cờ viết thì con đừng có đi theo họ kia, em dặn nó thế. Nó bảo ôi bố bố, con thấy hôm trước thấy mấy người mà người ta cầm cái vàng cái cờ đấy gì vậy bố, bảo khổ quá đấy. Nó có ai biết đâu, thích cho nó mới biết đấy. Có ai biết đâu, có ai với đứa con nít đâu thèm để ý đâu. Tức là nhân bản đến như vậy mà chúng nó không hiểu. Chúng nó chẳng hiểu gì, cũng giống như tôi thường nói với bạn tôi, nếu mà đảng cộng sản mà họ mà có cái máu, dòng máu mà hơi như chúng mày á, thì chúng mày từ đời con đời cha của chúng mày không ngóc đầu lên được. Nhưng mà hiện tại bây giờ đó, có rất nhiều gia đình ngày xưa có tham gia chính quyền Việt Nam, họ rất giàu có ở Việt Nam này. Họ rất giàu có. Và họ cũng khẳng định một điều rằng là nếu mà chúng mày về thì chính họ
sẽ đi ra đầu tiên họ tát vào mặt mày. Tại vì là họ nói chúng mày là thứ nhăng nhố. Cái chuyện đó nói ra thì chúng nó mình nói rất là đơn giản, tại vì chúng nó lại là nghe rất là phức tạp, chúng nó chẳng hiểu gì đâu. Chứ thật sự ra mà nói, cái gốc của người của chính quyền Việt Nam là chính quyền vì dân, mà bây giờ có nói thế nào chúng nó cũng chẳng hiểu. Nếu Em không vì dân, không và tất cả các bạn và nhất là mấy ông cờ vàng ở đây có một cái như thế này, chính sách của Việt Nam bây giờ nhá, những cái ông mà trước kia còn ở lại Việt Nam ấy, mà phục vụ cho cái chế độ Ngụy Sài Gòn ấy, các ông ở bên kia gọi là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, thì những người ở đấy hiện nay ở Việt Nam người ta coi là những người tàn tật, mà tàn tật thì được hưởng, vẫn được hưởng những cái tiêu hộ chuẩn, nghèo, vâng, hộ nghèo. tiêu chuẩn của người tàn tật anh ạ. Coi những người đó ví dụ như trước kia bị thương bị thức trong chiến tranh, bây giờ vẫn được hưởng cái tiêu chuẩn của người tàn tật, ví dụ một tháng hai Thì trăm năm mươi đồng hay 350 ngàn bây đồng giờ mình gặp một người bạn của mình á, cái anh đó là thương phế binh, anh lên xe buýt anh đâu cần phải trả tiền 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 xe buýt đâu, người tàn người tật đâu có tàn trả tật tiền xe mà. buýt đâu. Mà anh là thương phế binh á, anh già rồi, giờ anh lên là anh còn nói ra được tiền. Thì chính mình nói với anh nó chưa, bây giờ đất nước mình nghèo thôi, vài trăm và được gần 1 triệu thôi cũng được rồi. Anh nói ta đâu có đòi hỏi gì đâu, mà các ông thì cứ ra rả, các ông bảo rằng là trù dập thế này thế kia. Chứ thật sự bây giờ những cái thằng mà nó làm doanh nghiệp đây, con bố của nó cũng bị, mà bây giờ nó nói ba của em ngày xưa cũng đi lính miền Nam Cộng Hòa, nhưng mà em biết Em ba em nói thích anh gì. là khi chiến tranh qua rồi, anh hiểu không, lịch sử khép lại thì tất cả những người phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa đều là những người dân Việt Nam, anh thấy Đúng không? Những rồi. người mà chết trong chiến tranh chỉ gọi là nghĩa trang nhân dân bình an, còn những người mà bị thương trong chiến tranh nọ kia tất cả thứ mà phục vụ chế độ Ngụy Sài Gòn thì gọi là họ những người tàn tật, thì được hưởng đầy đủ cái quyền lợi của những người tàn tật, như thế là cái nhân văn không, nhân bản không, đúng không? Những Chứ người Việt mình Nam chúng chốt tôi lại là như thế đang này bị nè, chung sống thì thế mình chốt lại như thế này anh này thì bằng. bảo anh Tùng Tùng ngày xưa có bố làm biệt kích chống Mỹ hoặc như này khác không, anh em chúng tôi gặp nhau vẫn là vui vẻ, anh là người Việt Nam tôi người Việt Nam, dù anh có thích hay có yêu Đảng Cộng sản Việt Nam thì cái chuyện đấy là chúng tôi không Là quan cá tâm, nhân nhưng rồi, mà trở thành anh cá nhân đứng rồi đứng tại Đảng Cộng sản Việt Nam là rồi, đúng không? là tốt rồi, anh cứ sống đúng theo luật là tốt rồi, chẳng ai đụng tới anh. Mà nếu mà nói mà bây giờ tôi chốt lại, nếu mà người thiên hạ mà cứ bảo với tôi là cái căn cước ở đây gắn cái định vị, tôi càng mong được được cái định vị. Tôi nói thật luôn, tôi nói thật với bằng, tôi mong được định vị luôn, có sao đâu. Nếu Bằng mày sống tốt, mày đúng sống trời. đúng, mày sống đúng với cái luật pháp nhà nước, thì cái định vị nó là bảo vệ mày chứ còn để làm gì. Chứ bây giờ mày nhìn thấy nước Mỹ không, có nhiều người bị bắn chết, nó chết từ cái phương nào có kiếm ra xác đâu. Rồi cái trẻ em lạc á, mày cứ ra ngay các cái chợ supermarket á, mày coi cái missing của em bé nó nhiều đến mức nào. Có nhiều đứa đã mất đã 10 năm, missing 10 năm mà nó phải dùng đến cái computer, nó nói cái thời đó nó như thế này, thời này nó có thể nó giống như thế này để kiếm, mà kiếm có ra đâu. Có nhiều người đã lạc mà cũng không kiếm ra. Thế thì bây giờ ta nói thật luôn, mình ở Mỹ mình đã thấy cảnh đó. Mỗi lần đi, mỗi lần mà cái chỗ nào mà hư xe là phải gọi về nhà, tao ở đó nó lỡ tao chết thì tới đó tao kiếm xác. Thì bây giờ tao đi đâu, tao vào rừng tao khỏi cần phải nói, tao cứ mang theo cái thẻ căn cước, tao lỡ tao có chết thì có Vâng, người đến cái định đấy thì vị. là thực tế đấy là ý